Kêu cái gì nổ nó hỏi với cái chuyện điện thoại. Hỏi với cái chuyện điện thoại nó sẽ khét. Làm nó đi là tập trung. Bây giờ làm cái bột trước nha. Đề nghị làm cho hết. Bên kia bảo gì đó. Qua. Kêu thì muốn kêu cơ bản thì ai cũng nấu được. Nhưng mà hai cái chả này thì giai đoạn 1, rau thì nó sẽ có rau muống bào, bắp chứa bào, giá, rau thơm, quế thơm, mồi ra dị tinh, chanh, ớt. Đặc biệt là cái sa tế là tại mình tự làm ra thì ăn nó ngon. Chứ ngoài nó dám làm cái này, mất tiền nó không dám làm. Tại vì ớt này, cái sa tế thì rồi làm đó. Giai đoạn 2, xương gà, khi mà nấu bún riêu á, phải có xương, ở nhà nó không bởi đâu có ngọt. Thì cái xương gà chặt nhỏ, chà muối dầu rửa sạch ruột sơ, xả sạch, nấu lấy nước lèo, ít thời. Thứ hai, cà chua, cắt muối, xào sơ, nêm gia vị màu đều. Huyết trụng sơ, cắt miếng, đậu hũ trụng sơ, cắt miếng chiên, cuốn trụng sơ. Rồi giờ coi làm thông tác nè. Coi nha, cắt bột nha. Cách bột này nhiều người thích ăn lắm, cùng nhiều khó ăn. Này, tôm khô. Còn lại tôm khô hộp nguyên á, thì xào sơ đi cho chị thảy vô nấu con kia. Bây giờ mình cho nạc dăm vô. Là một phải không ạ? Là một phải không ạ? Rồi, trộn đều lên. Rồi, thảy dầm tiêu, muối, bột ngọt, nước mắm qua đi được. Tiêu, muối. Giờ đem nè, tiêu nè, chút xíu muối thôi nha ta. Giờ đừng có cho muối nhiều, tại vì trong cua nó cũng đã có muối rồi. Tiêu, muối, bột ngọt, màu điều. Rồi đổ cho đi, đổ tôi chút xíu. Rồi bây giờ chúng ta không xài tỏi mà chúng ta chỉ xài hành tím bằm. Để đi dịch thì cho hành tím bằm qua đây dịch đi. Thế là hành tím không có bằm bạo không? Hãy ai bạo? Bạo không? Cho miếng qua đi. Cho miếng qua đi. Đặt miếng nữa. Thỏ đâu. Thịt nạc dăm, tôm khô, tiêu, muối, cho chút xíu đường nữa các bạn. Đường, bột ngọt, màu điều, nước mắm, hành, tím. Nhớ ra. Chút xíu là rồi. Coi kỹ thuật nha. Rồi. Hầu rửa tay đi mà chỉ là sao mà mình chút. Còn đi nắm được chưa? Tôm khô, thịt nạc dăm, tiêu, muối, đường, bột ngọt, màu điều, nước mắm, hành, tím. Không có tỏi nha. Về nhà đừng có cho tỏi vô nha. Rồi bây giờ bên đây nước sôi. Vít cái này thảy vô giò dĩa hồi nó ra được cục tròn rồi. Thì cái cục này rất là ngon. Là tôm khô với được. Được chưa? Bỏ vô nước bèo hả? À, bỏ vô nước bèo. Rồi bây giờ nhiệm vụ thứ hai chị Hào qua. Thứ nhất là cua, các bạn phải cho cái nước hành xương nó lược lại lấy nước một. Nước một nha, nước một thì chị Hồng đang làm đây nè. Rồi bây giờ giờ sao đem cái thau nước một qua bên bếp được. Thấy lưng coi cái phần nước một nha, để mình gạt lấy cua cua rồi làm cái tiếp tục trộn đều đi. Phần 1 tắm chưa?
rồi bây giờ chờ cho Hồng qua để làm phần đặc biệt của cái kia. Thứ nhất, giờ sau. Thứ hai, cua mà của nước bột nó đặt lại lấy trộn bây giờ xong, trộn với hạt gà, tiêu, muối, đường, bột ngọt, nước mắm vào đều, trộn đều hết, khuôn hoa dầu cho lên thấp thì nó ra được giảm đi. Và giờ phải coi cái phần này, các bạn coi nha. Em trai tắt bớt nhấc xuống. Tắt một cái đi lên đi cho nhớ nè. Cho gia vị qua. Thứ nhất là tiêu nè. Thứ hai là muối nè. Thứ ba là bột ngọt. Ai khi của hành với đây với các bạn tận dụng liền đi để chịu giờ. Màu điều để có hành phi lên. Mình có mấy trứng gà nữa? Ba trứng. Lấy một trứng khỏi trong trong của em. Trắng đỏ luôn hả cô? À, trắng đỏ luôn luôn. Còn hai trái được. Có hành lá không các bạn? Không có ạ. Ai tranh thủ phi dùng của hành liền đây. Do bỏ vô thôi. Chỉ là do chả bỏ vô thôi. Chị như là mọc nhé. Rồi mẹ đâu? Mẹ mẹ.
bài ca đi mà. Ra đưa mà mình nghe. Được rồi, được rồi. Dây đỏ. Đi giấu ra chỗ này. Mắm ruốc xào với màu điều dưỡng khoe. Rồi tắt bếp đổ lên kia xong. Thơm nữa hả? Sáng nay cho con cá này ngon hả? Rồi con đây nha. Cho xin cái chén. Chích chè. Mắm ruốc không ạ? Chị bà không nấu cái gì mắm ruốc. Dịch thì phù. Chưa chưa cô. Chút xíu muối thôi nha. Tiêu. Là nó mặn luôn nha. Giờ sống. Tiêu rồi. Nêm vô. Rồi vô chút chút mắm với chút còn điều đi các bạn. Xong cô đi đổ. Hả? Xíu phải cho một cái đổ. Rồi nó ướt quá. Rồi, rồi. Rồi bây giờ các bạn coi mà vô cô. Nẻo, nẻo, nẻo. Cho vô đĩa hấp. Tô hấp luôn. Bây giờ để lấy cái gì? Không, lấy cái chảo nó bị nhiệt hay không đâu. Nó vừa qua cô. Ôi ôi, ai làm cái thao nước hấp vui vậy? Nó là bún một. Trộn bún hả? Thao nước hấp trước đi, trộn bún sau đi. Trộn bún qua đây đi. Cái tô đó mà chị hấp rồi. Bỏ tô ra. Để chậm nha. Ơi, chảo đâu, tôi muốn 12 chảo nữa. Chảo luôn rồi. Chút vào đều thôi. Nó chưa có dế luôn. Trời ăn gì ngon lắm đó. Thì nãy nói rồi, tôi chăm chút không có đồ. Rất là ngon. Gọi đều lên đi. Ổn nó sợ nào thì phải đâu. Nước chưa nóng. Cái giờ đồ nó hết rồi, hết rồi. Thiếu cho lên màu á, cho nó màu á. Nó thiếu chất cái đó. Dầu quá cô ơi. Cái này bị đòn quá à. Nó bỏ trứng vô đầy đất kìa. Hồi đó giờ hấp trứng, bây giờ đầy đất không bảo. Chị muốn hết cái cà chua như kia ra đi. Biết đậu hũ